kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm đã bị xé nát ra sao phần 1. Bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1 trên 5 ngàn kèm theo quyết định số 367 quy đề TTG ngày 4 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng là văn bản pháp lý về quy hoạch dự án. Nhưng đến nay các bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không tìm thấy bản đồ này. Ông Võ Văn Hoan, tránh văn phòng. Kiêm người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả lời như vậy khi các phóng viên đặt câu hỏi về tính pháp lý của việc xác định các vị trí cụ thể của từng lô đất quy hoạch, đặc biệt là các lô đất được đánh số 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 và 1.10. Tấm bản đồ này nằm trong nội dung của tờ trình do ông Võ Viết Thanh Phó Chủ tịch phụ trách quản lý đô thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký gửi Thủ tướng Võ Văn Kiệt về đề xuất khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi ấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ông Trương Tấn Sang. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký những nội dung gì? Quyết định số 367 quy DTTG ngày 4 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tên phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Về sau Thủ Đức, tách thành 3 quận, 2, 9 và Thủ Đức. Các nội dung có trong quyết định 367 thuộc quận 2. Cụ thể của quyết định số 367 như sau. 2 quy mô, diện tích 930 ha, trong đó khu đô thị mới là 770 ha, khu tái định cư là 160 ha, dân số. Khu đô thị mới khoảng 200.000 người, khu tái định cư 45.000 người. 3. Quy hoạch phân khu chức năng đô thị mới Thủ Thiêm, khu trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ 92 ha, khu trung tâm hội trợ, triển lãm quốc tế 100 ha, khu nhà ở cao cấp 55 ha, khu trung tâm văn hóa, du lịch, giải trí 100 ha, công viên trung tâm 95 ha, khu trung tâm hành chính 1, khu trung tâm hành chính 18 ha, đất dành cho giao thông 177 ha. Nội dung nói trên nằm trong tờ trình của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 5 năm 1996, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ông Võ Viết Thanh đã ký tờ trình số 1861 TTUB QLDT. Xin Thủ tướng xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm huyện Thủ Đức. Theo phạm vi quy hoạch có diện tích khoảng 770 ha và khu tái định cư giáp ranh phạm vi quy hoạch có diện tích khoảng 160 ha tấm bản đồ quy hoạch đã bị xé nát ra sao. Sau 6 năm án binh bất động của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, đến ngày 22 tháng 3 năm 2002, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành một lúc hai thông báo 77 TBVP và thông báo hỏa tốc 78 TBVP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là ông Lê Thanh Hải giao cho kiến trúc sư trưởng thành phố, giám đốc sở địa chính, giám đốc sở địa chính nhà đất có trách nhiệm cắm mốc giao đủ 770 ha đất của khu trung tâm. Theo giải pháp bổ sung diện tích khu tái định cư Bình Khánh vào trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời ra soát lại quỹ đất trên địa bàn quận 2, đề xuất phạm vi giao đủ 160 ha đất để xây dựng khu tái định cư thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, tính đến, đến việc thu hồi đất của các dự án chậm triển khai theo thời hạn luật định. Bên cạnh đó, giao trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm phối hợp với kiến trúc sư trưởng hoàn chỉnh nội dung hướng dẫn điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thủ Thiêm trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ban hành. Trên cơ sở nội dung đã chuẩn bị phân định rõ nội dung có tính nguyên tắc và các gợi ý định hướng nghiên cứu nhằm nêu bật được ý đồ quy hoạch theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Như vậy, bằng việc ra đời công văn 77 TBVP, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ chỉ đạo Sở Địa chính và kiến trúc sư trưởng phải cắm mốc giao đủ 770 ha đất cho khu trung tâm. Tuy nhiên, điều đáng nói là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy đất ở đâu để giao đủ 770 ha, trong khi theo tờ trình 1861 TTUB QLDT ngày 27 tháng 5 năm 1996 thì trong 770 ha đã có 130 ha mặt nước sông Sài Gòn. Nghĩa là chỉ còn 640 ha mặt đất Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh muốn có đủ 770 ha đất trung tâm thì phải cắt phần đất 160 ha tái định cư của dân để bù vào hoặc phải lấp 130 ha mặt nước sông Sài Gòn mà điều này thì không được làm. Cũng trong ngày 22 tháng 3 năm 2002, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại ra tiếp một công văn hỏa tốc cũng để truyền đạt ý kiến kết luận của ông Lê Thanh Hải như sau: xác định diện tích đất dành cho tái định cư phục vụ đền bù giải tỏa cho khu đô thị mới Thủ Thiêm phải đảm bảo đủ 160 ha theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không nhất quyết tập trung ở một địa điểm. Có thể bố trí từ 3 đến 4 địa điểm trên địa bàn quận 2. Đây chính là văn bản được xác định là cơ sở pháp lý để ngay sau đó khu đô thị mới Thủ Thiêm dần dần bị băm nát thay đổi hoàn toàn so với quy hoạch chi tiết mà ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thuê công ty Sasaki thiết kế và được bộ xây dựng thẩm định. Nếu căn cứ theo chỉ đạo trên thì khu tái định cư của người dân đã bị đánh bật ra khỏi quy mô 990 ha. Đã bị đánh bật ra khỏi quy mô 930 ha đã được chính phủ phê duyệt. Điều này đồng nghĩa với việc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà cụ thể là chủ tịch Lê Thanh Hải cho mình quyền tự điều chỉnh cả về quy mô và phạm vi quy hoạch trái với quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt tại quyết định số 367 TTG. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Chính quyền nói thất lạc dân bức xúc công bố bản đồ gốc Thủ Thiêm. Bài viết được đăng trên trang Vietnamnet. Người dân Thủ Thiêm khẳng định bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm tỷ lệ 1 trên 5 ngàn là có và họ đang giữ tấm bản đồ này. Liên quan đến thông tin bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm tỷ lệ 1 trên 5 ngàn bị thất lạc, khiến việc đền bù giải tỏa mặt bằng tại khu đô thị Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết trong thời gian qua. Ông Lê Văn Lung, nhà số 9 đường Trần Não, quận 2 cho biết, nhiều lần người dân Thủ Thiêm đã yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho xem bản đồ 1 trên 5.000 để xác định ranh giới giải tỏa mặt bằng nhưng đều bị từ chối. Chúng tôi yêu cầu thành phố phải trưng ra bản đồ quy hoạch 1 trên 5.000 để xác định ranh giới nhưng họ bảo thất lạc, việc này đẩy người dân vào vòng tranh chấp khiếu kiện kéo dài từ năm 1996 đến nay. Ông Lung nói, đặt vấn đề tấm bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm tỷ lệ 1 trên 5 ngàn có hay không? Ông Lung khẳng định là có và đang giữ một tấm bản đồ có đầy đủ dấu mốc, ký xác nhận của cơ quan chức năng. Để chứng minh điều này, ông Lung đã đưa tấm bản đồ này ra. Trên bản đồ ghi cụ thể quy hoạch xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm, tổng quy hoạch, phía dưới ghi rõ các cơ quan chức năng đóng dấu, xác nhận gồm Sở Xây dựng và Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị với ký hiệu bản vẽ là KT06 ngày 12 tháng 6 năm 1995, tỷ lệ là 1 trên 5 ngàn. Ông Lung cho rằng thành phố trả lời bản đồ thất lạc là điều không tưởng vì quản lý đất đai, trong đó có bản đồ này. Nhiều đơn vị từ cấp cơ sở đến chính quyền cao nhất là thành phố nắm giữ. Từ đó ông Lung đặt vấn đề liệu có khuất tất gì liên quan đến tấm bản đồ này trong việc giải quyết tranh chấp danh giới ở khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không? Trước đó, ông Nguyễn Hồng Hiệp, trưởng ban tiếp dân Trung ương, thanh tra chính phủ cho biết, nếu thất lạc bản đồ 1 trên 5 ngàn ở thành phố, thì tại các cơ quan, đơn vị liên quan phải còn. Làm gì có chuyện thất lạc mãi mà không tìm thấy? Lời ông Điệp. Vì vậy, theo ông Điệp, thành phố Hồ Chí Minh nên trả lời thẳng thắn với người dân khiếu kiện đã không có bản đồ gốc và giải quyết thỏa đáng lợi ích quyền lợi của họ. Thu hồi đất năm 2002, sử dụng quyết định năm 2005. Tại cuộc họp báo chính phủ hôm qua, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay quá trình triển khai dự án xác định danh giới thu hồi mặt bằng ở khu đô thị Thủ Thiêm là theo quy hoạch chung năm 2005. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay trả lời tất cả bản đồ cũng như hồ sơ pháp lý hiện có đầy đủ từ năm 2005, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết quy hoạch danh giới có đầy đủ và đang triển khai dự án thu hồi đất dựa trên các quy hoạch này, ông Hùng nói. Ông Hùng giải thích, quy hoạch chung năm 1996 về pháp lý đã được thay đổi bằng quy hoạch năm 2005. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Lung cho rằng, việc trả lời của Thứ trưởng Bộ Xây dựng là không chính xác. Việc triển khai dự án thu hồi mặt bằng theo bản đồ quy hoạch điều chỉnh năm 2005 này là trái pháp luật, vì quyết định thu hồi đất chúng tôi có từ ngày 10 tháng 2 năm 2002, theo quy hoạch 367 của Thủ tướng Chính phủ, kèm bản đồ 1 trên 5 000 ông Lung nói. Theo ông Lung, cơ quan chức năng cần phải sử dụng tấm bản đồ 1 trên 5 000 trong quyết định 367 của Thủ tướng ngày 4 tháng 6 năm 1996 để căn cứ danh giới được phê duyệt xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm. Người dân Thủ Thiêm cho rằng tấm bản đồ này là mấu chốt chính trong việc khiếu kiện của cả trăm hộ dân Thủ Thiêm kéo dài hàng chục năm qua họ cho rằng đất của mình không nằm trong khu vực quy hoạch nhưng lại bị giải tỏa người dân đòi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải đưa ra bản đồ một trên năm ngàn khu đô thị Thủ Thiêm để xác định rõ ràng việc này